Đây. Cà phê đây. Tôi quyết định rồi. Ông đi nói với con Hà, nó muốn kiện ai thì cứ kiện cho thẳng tay đi. Hai vợ chồng nhà kia muốn thưa tôi ra tòa chứ gì. Được, thưa thì tôi hầu, có gì đâu phải sợ. Dám làm là dám chịu, chả sợ đứa nào. Ông lườm tôi cái gì? Ngày hôm qua tôi cũng nói với con Hà y vậy á. Tôi không có muốn nói gì tôi mà phải nhún nhường ai đâu. Bình tĩnh chưa? Nói chuyện nghiêm túc nhá. Bình tĩnh rồi. Nói. Tôi hỏi bà, chị Hà không có quyền cáu giận với bà. Nói cho bà biết nhá, chị Hà chưa từng phản kháng, mãi mới quyết định theo đuổi cái vụ kiện này. Rồi sao? Một bà mẹ chồng quay xe làm chị ấy tổn thương biết bao nhiêu. Ngay kể cả đến cái vụ mua lại công ty Lan Hà, chị cũng gác lại để theo đuổi cái vụ kiện này. Rồi phút cuối làm sao? Bà tự ý hành động để cho người ta nắm thóp. Thế chị ấy không có quyền nóng giận, không có quyền quá lời à? Hả? Nó có quyền. Là nó đúng mà. Có tôi nè, làm cái gì cũng sai. Họ nói tới giờ làm cái gì cũng sai hết trơn á. Này, dậy, dậy nói này. Quay. Bỏ ra. Quay ra đây. Không. Đừng có rằn rỗi vớ vẩn, quay ra đây. Này. Này. Vậy nếu bà mà là chị Hà thì bà sẽ làm như nào? Ai mà biết. Nghĩ kỹ rồi hãng nói. Chị Hà có phải thánh nhân đâu, cũng phải có lúc này lúc kia chứ. Mà còn bà nữa, đừng vì ba cái lúc nóng giận ấy, dăm ba câu vào ngồi đây trách bạn trách mình. Hâm nó vừa thôi. Ăn vài thứ linh tinh này, bao giờ mới lớn được. Nói gì vậy? Nói bà ăn mấy cái thứ vớ vẩn này, người thì gầy tông gầy teo như cái que. Ông có tin là cái que này xiên cho người ông luôn không? Đang quạo á. Ôi. Lát tôi order cho cái gì ngon mà ăn. Không thèm. Tôi đi có việc, lát mà đi đâu thì khóa cửa vào nhá. Chuyển qua cái tông này kỳ cục, tôi không có quen. Vì bà đang thích người khác hả? Cha Vinh kia gì? Cái tình cảm đó nó chết yểu từ lâu lắm rồi.
Ảnh thậm chí còn không trả lời tin nhắn của tôi nữa kìa. Có thể ông nói đúng, ở trên đời này làm gì mà có người chịu đựng được cái tính ngu xuẩn của tôi. Không chịu được sự ngu xuẩn của bà thì sao biết được những lúc hay ho của bà. Không chịu được sự dở hơi của bà thì làm sao biết được những lúc đáng yêu của bà. Tuy hơi âu lo cho chặng đường phía trước nhưng mà tôi chợt nhận ra ở bên bà cãi cọ cũng vui, nhìn bà cũng vừa mắt. Gân ơi. Dạ. Con đi xuống siêu thị không đi với bà? Có. Vậy bà cho cháu xuống nhà chơi cho mát giúp con với nhá. Đi con. Ôi chết, bà ơi, con quên mất cái máy bay rồi, bà đợi con vào lấy nhá. Thế con để ở đâu? Hai bà cháu mình đi lấy nha. Vâng ạ. Anh Thắng à, anh làm giúp em mốc là 12 tuần nhá. Nếu như chồng em có hỏi thì anh cứ nói là con gái. Anh làm luôn giấy kết quả khám giúp em. 10:30 vợ chồng em sẽ qua. Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh. Chuyện cũng qua rồi mà, mày cũng chỉ muốn tốt cho tao thôi. Mà nghĩ lại, so với những gì tao đã trải qua thì tao thấy chuyện này nó cũng bình thường. Coi như lần này ông trời đứng về phía họ đi. Không phải là ông trời đâu, là do tao. Tao hại mày, do tao là thứ phá hoại mà. Có thể em bé đạp không? Nó phản đối đấy. Bởi vì nó biết ai là người tốt, ai là người lo cho mẹ con Tâm. Chị và bố, cho chị định xin lỗi con nha.